mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh bức tranh. Đó chính là bức tranh về hình ảnh nàng công chúa Elsa nha mọi người. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh về hình ảnh nàng công chúa Elsa mà mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho mái tóc của nàng công chúa Elsa. Thì mình sẽ tô màu hồng nha. Đây mình sẽ tô màu hồng với phần mái tóc nhé. Nàng công chúa Elsa rất là quen thuộc và mình nghĩ là ai cũng sẽ biết đấy, rất là nổi tiếng bộ phim hoạt hình nhá. Mái tóc này mình cũng sẽ tô màu hồng này. Sau khi mình tô màu hồng xong thì mình sẽ tô màu chiếc áo khoác ở bên ngoài của cô gái này nhá mọi người. Một chiếc áo khoác ở bên ngoài thì mình sẽ tô màu cam. Đây mình sẽ tô màu cam cho phần chiếc áo khoác bên ngoài của công chúa Elsa nhé. Còn phần chiếc váy bên trong thì lát nữa mình sẽ tô bằng cái màu xanh dương nha mọi người. Mình cứ tô cho xong cái phần áo khoác bên ngoài đã nhé. Đây mình sẽ tô màu xanh dương phần chiếc áo bên chiếc váy bên trong nhé. Còn một bên cánh tay của phần váy nữa thì mình sẽ tô màu cam mọi người. Sau khi tô màu xanh xong thì mình sẽ dùng màu cam để tô xong phần một cánh tay của bên áo nhé. Đây mình sẽ dùng đến màu cam nhé, tô màu cho phần cái chiếc cánh tay còn lại của bên váy. Đây là bức tranh tô màu cho nhảy nàng công chúa Elsa nha mọi người. Chỗ nào nhạt thì chúng ta có thể tô màu thêm cho mình nhé. Mọi người hoàn toàn có thể tham khảo cho cái mẫu tô màu này của mình được nha các bạn. Rất là đơn giản là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người rồi nhé.
Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu này là bông chuối Elsa của mình đã hoàn thành xong và robot chuối Elsa khi tô màu rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo. Các bạn xem video thì hãy nhớ luôn ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mà mình sẽ liên tục đăng tải trên kênh YouTube tô màu cho các bức tranh nhỏ của mình nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.